chào quý vị và các bạn. Những ngày nghỉ lễ đã trôi qua thật nhanh. Ngày mai, thời tiết vẫn đang ủng hộ những hoạt động khi quay trở lại đi làm, đi học của người dân khắp ba miền đất nước. Chỉ lưu ý tại vùng núi Bắc Bộ đang xuất hiện một vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ Thượng Lào sang. Do vậy, đêm nay và sáng mai, ở khu vực Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cùng với mức nhiệt giảm nhẹ, chỉ từ 17 đến 19 độ, các khu vực khác mức nhiệt đêm nay từ 20 đến 22 độ. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió này vẫn tác động làm cho miền Bắc nhiều mây vào ban sáng. Trưa và chiều mây giảm, trời trở lại với thời tiết nắng ráo nhưng không mạnh. Nhiệt độ toàn vùng phổ biến trong khoảng 27 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Với khu vực Trung Bộ, ngày mai nắng vẫn duy trì, tuy nhiên cường độ không gắt. Nhiệt độ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ khoảng từ 27 cho tới 30 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn là 29 đến 32 độ. Với mức nhiệt như vậy thì cơ bản thời tiết của cả miền Trung trong ngày đầu tiên trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ vẫn khá là dễ chịu. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có một ngày thời tiết đẹp, trời không mưa, có nắng nhưng không gắt. Tại vùng cao nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn duy trì trong khoảng 30 đến 32 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, mức nhiệt duy trì từ 32 đến 34 độ, trời nắng và chỉ nóng nhẹ về trưa và đầu giờ chiều. Trên biển, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn còn có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi ở khu vực bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng và không có mưa. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 11 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.